Chào các bạn, mình tên là Phương, mình thì ở Việt Nam, hiện tại mình đang sinh sống tại Sài Gòn và mình có bén duyên tới cái nghề Forex này là 2018, cho đến nay cũng được khoảng 4 năm. Đối với mình thì thành công thực ra thì nó sẽ không ai giống ai. Đối với định nghĩa thành công riêng của cá nhân Phương thì mình có được những cái việc mà mình làm, mình yêu thích, công việc mình làm cho mình yêu thích. Rồi mình cũng kiếm được cái thu nhập mình mong muốn, cũng như là có sự tự do, tự tại về thời gian, không bị... tức là mình có sự tự do, tự tại về thời gian là thành công rồi. Và đáp ứng với cái việc mà có thời gian, giống như mình là một cái người phụ nữ, cũng đã có 3 con rồi. Nhưng mà cái nghề này giúp cho mình được là mình có thể ở nhà, hay là khi mà con hay là chồng hay là gia đình cần thiết thì mình sẽ có thể ở đâu cũng kiếm được tiền. Thực ra thì chị vì sao chị chọn AsinTrade thì đối với một trader thì cái việc đầu tiên quan trọng là khi mà mình vào một sàn là về cái vấn đề thanh khoản, thì chị thấy là đối với AsinTrade khá tốt, mình thanh khoản khá nhanh. Và việc thứ hai nữa là hiện tại thì đối với sàn AsinTrade thì mình đã được miễn phí qua đêm. Thì chị làm trader thì trade dài hạn thì mình rất, cái điều mà được miễn phí qua đêm là vô cùng quan trọng, cũng đã giúp cho mình để mà mình giữ được cái tài khoản rất là an toàn. Và việc thứ ba nữa thì đối với cái phí của AsinTrade cũng khá là cạnh tranh với thị trường. Hiện tại chị đã thông qua rất là nhiều sàn thì chị thấy là khá là cạnh tranh với thị trường. Thì chị thấy có một số những cái này đặc điểm đấy để chị chọn AsinTrade thôi. Và đặc biệt nữa là đội ngũ support của AsinTrade hỗ trợ cực kỳ là nhanh, rất là ok luôn. Thế này là cũng là may mắn để gặp được sàn